qua năm nay con được con 11 tuổi học trường tiểu học Nam Trung Yên. Thành tích của con là rất nhiều nhưng mà không kể hết được. Thành tích của con là rất nhiều đúng không? Cái câu hỏi này, một ngày con uống mấy cốc sữa? Con uống một cốc sữa một bữa. Con ăn mấy bát cơm? Con ăn hai bát cơm. Nè, thế là bây giờ cô đề nghị con là uống tắt sữa và ăn nhiều cơm lên. Được không? Ok không? Con teo nhá. Thôi để bố nó teo thôi, nó chưa teo đâu. Biết rồi, xuống nhà, xuống lấy kem loại cho cô một bạn lên.